biển cả rộng lớn ngàn dặm, chẳng thể diễn tả nổi vẻ mênh mông, sừng sững vạn thước, không thể nói hết được dáng uy nghiêm. Nơi núi cao tuyệt đỉnh, con suối nhỏ tuôn dòng thanh khiết, trên tầng mây trắng bay, giọt nước nhỏ mở đôi mắt trong veo. Đỉnh núi phủ mây yên tĩnh, lặng lẽ triển hiện chân cơ. Biển mênh mông vô bờ bến là nơi cuối cùng nước quy tụ. Cáo biệt núi xanh vực thẳm, xô lên những hòn đá uốn lượn xoay chuyển, con suối nhỏ kiên nghị trở về với biển. Rời cố hương tiên giới, mây trắng bay, vượt hành trình vạn dặm đến với cõi hồng trần, giọt nước lao mình vào đất mẹ. Trong thung lũng cõi chết, nước băng qua muôn trùng gian khổ, dưới cành tàn lá mục, nước trong vắt như thuở ban đầu. Vách núi treo leo ngàn thước, chứng kiến nước lao xuống quên thân, muôn ngàn vì sao lấp lánh, chiếu sáng muôn dặm quan san xa vời vợi. Trăm sông trở về biển cả, tốt tươi vạn vật. Biển cả là sự khởi đầu của nước, biển cả là nơi nước trở về. Tôi thật sự rất ấn tượng khi lần đầu tiên tôi gặp sư phụ Lý Hồng Chí. Những khí công sư mà tôi gặp trước đó đều đã lớn tuổi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về sư phụ Lý Hồng Chí là ngày ấy cao, khôi ngô và trẻ với một vẻ ngoài thư sinh. Lần đầu tiên tôi đọc quyển sách Chuyển Pháp Luân, tôi nghĩ nó thật phi thường. Nó tiết lộ chân tướng và trí tuệ mà những sách tu luyện khác chưa bao giờ nhắc đến trong suốt thời đại. Tôi đã thực hành phương pháp tu luyện tuyệt vời này được 25. Khi tôi đọc sách, tôi có thể cảm giác bản thân mình cải thiện mỗi ngày. 25 là một chặng đường dài. Một người có thể tốt nghiệp vài trường đại học và lấy bằng giáo sư tiến sĩ. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rằng tôi đã đạt được nhiều hơn những gì tôi có ở bất cứ trường đại học nào hoặc học vị giáo sư tiến sĩ. Lúc đó chúng tôi có một nhóm học pháp tại nhà. Tôi lắng nghe khi họ đọc sách. Tôi có thể đọc toàn bộ sách Chuyển Pháp Luân khi tôi mới 4 tuổi. Tôi học ký tự tiếng Hoa từ sách Chuyển Pháp Luân. Mỗi buổi sáng, cha mẹ dẫn tôi ra công viên để luyện công. Trời thì rất lạnh vào lúc 5 giờ sáng ở vùng Đông Bắc. Tôi mặc nhiều quần áo đến nỗi trông tôi như một sợi bún hấp nhỏ. Sau đó, cha mẹ nắm lấy tay tôi và chúng tôi đi ngang qua chợ, nơi mà những người bán hàng rong đang bán thức ăn sáng và hàng hóa của mình. Tôi nhớ ánh mặt trời lúc đó thật tươi sáng khi tôi đi bộ và nắm tay cha mẹ mình. Bây giờ nhìn lại, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi. Cuộc đời tôi vẫn êm đềm trôi qua, sức khỏe của tôi vẫn rất tốt, vì vậy mục đích của tôi không phải để chữa bệnh. Tôi muốn tìm kiếm một loại trí tuệ hơn cả sự thật. Yu Linh Nghiễn nhận bằng tiến sĩ và thống kê ở Harvard năm 1996. 4 năm sau, ở tuổi 30, anh ấy được bổ nhiệm vào phòng thống kê ở UCLA. Pháp Luân Công dạy bạn tu luyện bản thân ở hầu hết mức độ căn bản, có nghĩa là học cách trở thành người tốt. Tu luyện Pháp Luân Công sẽ mang đến cho bạn chuẩn mực đạo đức. Khi bạn gặp tình huống cụ thể, bạn sẽ biết cách phản ứng, biết cách đối mặt. Ví dụ nếu ai đó đối xử tệ với tôi hoặc la hét bắt nạt tôi trong quá khứ, tôi sẽ cố gắng giải thích ngay cả khi tôi cố tỏ ra nhẫn tôi vẫn cảm thấy tồi tệ. Tuy nhiên bây giờ tôi cảm thấy thoải mái hơn. Tại sao bạn muốn bị bắt nạt à? Không phải vậy. Là thế này là một người tu luyện. Nếu tôi có thể kiềm chế bình tĩnh trong tình huống cụ thể, tôi biết rằng tôi đã cải thiện và đề cao bản thân.
Vợ chồng tôi đều tham gia Hội Sức Khỏe Đông Phương, các bài giảng của sư phụ và lớp học tại Thiên Tân. Tuy nhiên, khi chúng tôi bắt đầu tu luyện, có nhiều tranh cãi xuất hiện giữa hai người, nhiều trong số đó rất gay gắt. Là một người tu luyện, chúng ta phải hướng nội. Do đó, tôi nghĩ tôi đã sai ở đâu. Kết quả là vấn đề của chúng tôi trở nên nhỏ dần và nhỏ dần, và cách chúng tôi đối mặt vấn đề trở nên hài hòa hơn. Bạn có thể làm bất cứ việc gì, có một gia đình, có một công việc, thu thập thông tin, tất cả những điều ấy đều ổn. Nhưng bạn phải tuân theo những nguyên lý trong sách chuyển pháp luân, nhưng không có ai ép buộc bạn. Sư phụ rất từ bi, cũng là một hình tượng đạo đức mạnh mẽ. Tôi nghe ở Bắc Kinh có một người tên là Lý Hồng Chí đang dạy những người khác trở thành người tốt. Hơn 100 triệu người đang theo học lớp của ông ấy. Tôi bị sốc. Nó giống như chuyện cổ tích. Ở Trung Quốc bây giờ, nếu tôi nghe rằng ai đó ở Bắc Kinh đang dạy người cách lừa đảo và ăn cướp và 100 triệu người muốn học, tôi sẽ tin điều đó. Nhưng 100 triệu người đó đang học để trở thành người tốt, không thể tin được, họ không phải là người Trung Quốc. Trần Sư Chủ, một trong 21 sinh viên đại học ghi danh vào lớp học đặc biệt đầu tiên cho những sinh viên ưu tú tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ ở Trung Quốc. Câu chuyện của anh đã được viết lại thành sách và đóng vai trò quan trọng với những bạn trẻ. Lúc anh ta vượt cấp 3, anh ấy chưa đầy 20 tuổi khi anh được nhận vào UC San Diego vào năm thứ 3 tại USTC thông qua QSP, chương trình kiểm nghiệm và đánh giá hóa sinh Trung Quốc Hoa Kỳ. Trần Sư Trung là phó chủ tịch của Liên đoàn Độc lập của Hội Học bổng và Sinh viên Trung Quốc trong suốt phong trào dân chủ năm 1989 ở Trung Quốc và trở thành một người bất đồng chính kiến với Đảng Cộng sản. Anh ấy đã thay đổi quan niệm về tương lai Trung Quốc khi gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Trong đầu tôi, ý tưởng về Chúa thuộc về văn hóa truyền thống phương Tây. Tôi chưa bao giờ nghe về việc Chúa xuất hiện khi ở Trung Quốc. Nhưng tôi bắt đầu nghĩ về điều đó và đột nhiên tôi ngộ được. Tôi cảm thấy rằng cuối cùng có một tia hy vọng cho Trung Quốc. Nếu Chúa muốn cứu nhân loại, Ngài sẽ bắt đầu từ đâu? Ngài sẽ bắt đầu từ nơi tồi tệ nhất, nơi nguy hiểm nhất. Theo quan điểm của tôi, nơi mà tiêu chuẩn đạo đức thấp kém và môi trường tồi tệ nhất là Trung Quốc. Tại thời điểm đó, tôi đột nhiên nghĩ rằng Chúa đã thật sự hạ thế xuống thế gian và có một tia hy vọng cho nhân loại. Tôi khiêm tốn đến tận cùng và cảm thấy bình yên trong ánh sáng của Chúa. Tôi đã từng soạn nhạc hoàn toàn dựa vào cảm xúc của bản thân mình. Sau khi tôi hoàn thành một bản nhạc, tôi hy vọng mọi người sẽ khen nó hay. Tôi không có một ý tưởng rõ ràng về việc tại sao tôi soạn nhạc hoặc điều mà âm nhạc của tôi mang đến cho mọi người là gì. Tôi chỉ tập trung vào bản thân mình. Tony Chen là một nhạc sĩ được giải thưởng tốt nghiệp năm 2010 từ Học viện âm nhạc uy tín của Đại học Waterfield ở Anh Quốc. Anh ấy tham gia nhiều lĩnh vực bao gồm âm nhạc, soạn nhạc, dẫn chương trình TV và radio. Thay đổi lớn nhất mà tu luyện mang đến cho tôi là sư phụ dạy chúng ta luôn luôn nghĩ cho người khác trước. Bất cứ khi nào bạn làm gì, nghĩ rằng nó sẽ ảnh hưởng gì đến người khác, có hại cho người khác không? Dĩ nhiên tôi không nhớ nguyên văn nhưng đại ý là như vậy. Điều đó có một tác động lớn đối với tôi. Là một nhạc sĩ hay bất cứ lĩnh vực nào, chúng ta nên tuân theo những nguyên lý tương tự. Trong bất cứ việc mà bạn làm, hãy nghĩ đến người khác trước. The winner tonight is on the bottom, but he's going to be on the top. Tony Chen.
Năm 2014, tôi ly chiến thắng giải thưởng âm nhạc Hollywood ở cuộc thi âm nhạc thế giới với tác phẩm Taster Fidelis Charlie Crossing, chủ đề bài hát anh ấy soạn cho lễ hội truyền thống và ẩm thực châu Á ở thành phố New York. Anh cũng thắng giải SMMA bài hát hay nhất trong phim Idea, thể loại phóng sự ngắn với ca khúc The Courage to Believe, chủ đề bài hát về Trung Quốc tự do, một bộ phim phóng sự về pháp luân đại pháp. Là một người tu luyện, tôi đối đãi với âm nhạc của mình một cách hợp lý. Tôi tập trung vào hiệu ứng tổng thể thay vì chỉ tập trung vào bản thân. Thay cho việc bộc lộ cá tính, tôi tập trung truyền tải đến âm nhạc năng lượng tích cực. Tôi cố gắng truyền tải cảm xúc đến âm nhạc với một cách vừa phải đều đặn. Âm nhạc được tạo ra theo cách như vậy sẽ làm cho người nghe dễ chịu và không bị kiệt sức. Người xưa truyền đạt nỗi buồn không có sự đau đớn, ngày nay tôi cảm nhận nhiều ca khúc thì quá đau khổ. Trí tuệ trong pháp luân đại pháp cho phép bạn cải thiện nhanh chóng kỹ năng trong thời gian ngắn mà không cần qua sự khổ luyện vô ích. Nguyên lý mà sư phụ nói đến không chỉ là lý thuyết, thay vào đó khi bạn cố gắng thực hành bạn sẽ nhận ra nó bao hàm trí tuệ vô biên. Tuy nhiên, bạn cần phải đề cao tâm tính và thay đổi cách nghĩ. Thầy giáo luyện thanh của tôi có nhiều kinh nghiệm, nhưng sau khi học với ông ấy 2 đến 3 năm, tôi thấy ông không thể truyền đạt cho tôi điểm mấu chốt để mở rộng của mình. Sư phụ của tôi nói về một nguyên lý tương sinh tương khắc. Một ngày nọ, tôi nghĩ tôi cần phải hát những nốt cao độ. Làm cách nào tôi có thể hát được những nốt cao? Tôi nghĩ, tại sao tôi lại gặp vấn đề khi hát những nốt cao? Tôi luôn căng người lên để hát, cơ thể của tôi cũng gồng lên. Tôi nhận ra mình phải thay đổi phương pháp. Nếu tôi muốn hát những nốt cao độ, tôi cần suy nghĩ về nó theo cách ngược lại. Tôi không thể nghĩ rằng nốt nhạc đó cao hơn tôi. Tôi phải nghĩ rằng nốt nhạc đó thấp hơn tôi. Đột nhiên, nó trở nên dễ dàng hơn. Với những người vừa mới đọc sách của Pháp Luân Đại Pháp, hoặc chỉ nhìn thấy sư phụ Lý Hồng Trí từ xa tại Pháp hội, họ cảm giác sư phụ từ bi và uy nghiêm. Tuy nhiên, những người gặp sư phụ Lý vào những dịp thường xuyên hơn thì có những cảm nhận khác nhau. Tôi cảm thấy sư phụ khiêm tốn, một người có nhiều đệ tử khắp thế giới như ngài sẽ rất lấy làm tự hào, nhưng sư phụ trông như một người bình thường nếu bạn gặp ông ấy. Tôi nghĩ đó gọi là trí tuệ vô biên. Khi sư phụ chỉ ra vấn đề của bạn, ngài không nhìn vấn đề từ một phương diện. Nhiều người ngày nay sẽ la mắng và chỉ cân nhắc vấn đề từ quan điểm của họ. Họ sẽ rất nghiêm khắc và bạn sẽ thấy áp lực. Tuy nhiên sư phụ luôn luôn nhấn lại. Tôi thích nhìn thấy sư phụ cười, trông thật thân thiện. Ngài sử dụng ngôn ngữ giản dị để giải thích về vũ trụ uyên thâm và ngài rất kiên nhẫn. Một lần khi tôi đang nói với sư phụ về việc mua một chiếc xe hơi, tôi nói xe hơi ở châu Âu rất đảm bảo, nếu thầy bị tai nạn thì sẽ được đảm bảo an toàn. Sư phụ nói, nhưng con phải suy nghĩ cho người khác, điều gì sẽ xảy ra với họ. Sư phụ dạy tôi triết lý nguyên thâm nhưng không quên những tiểu tiết. Vì vậy, trong bất cứ tình huống nào, như là ai đó đang gấp gáp lấy gì đó, ngài sẽ nhường cho họ. Ngài không đấu với người khác vì tư lợi. Ngài luôn như vậy cho dù là chuyện nhỏ. Khi tôi học tiểu học, giáo viên luôn cho chúng tôi xem băng hình tẩy não, những video này phỉ báng sư phụ và đại pháp. Tôi rất sốc và buồn bã.
đó là chân lý của cuộc đời tôi. Tôi luôn luôn tuân theo các bài giảng của sư phụ. Sư phụ dạy chúng tôi trở lên chân thiện nhẫn và trở thành người tốt, người luôn nghĩ cho người khác trước. Họ thiết lập bộ máy tuyên truyền quốc gia để phu khống pháp luân đại pháp. Thông thường người ta sẽ không chịu nổi nó, sự thật là không ai chịu đựng nổi. Tuy nhiên, từ những gì chúng ta thấy, sư phụ không hề bận tâm, giống như không có chuyện gì xảy ra. Ngài tiếp tục làm những việc nên làm và Ngài vẫn nhẫn nại và hài hòa như bình thường. Sư phụ chỉ nói với mọi người cần đi nói rõ cho con người thế gian đừng bị lừa dối bởi những lời vu khống. Chúng ta cần nói với họ rằng, chân thiện nhẫn là tốt và khuyến khích họ chân chính trở thành những người tốt. Moreover, Special Rapporteur Jahangir and Novak have repeatedly requested China to explain the allegation of organ harvesting from Falun Gong practitioners. Sau đó nhiều người bạn của tôi nói rằng tại sao tôi luôn làm những điều mà Đảng Cộng sản cấm. Tôi trả lời rằng không phải như vậy. Không những là không phải như vậy mà tôi còn phải nói rằng Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi buông bỏ thù hận với Đảng Cộng sản. Trong suốt ngày 4 tháng 6 năm 1989, xe tăng được điều động đến quảng trường Thiên An Môn. Tôi chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng. Tôi đã thề tôi không bao giờ làm bất cứ điều gì cho một chế độ đẫm máu và các cơ quan của nó. Tuy nhiên, sư phụ của chúng tôi nói rằng tất cả những người này bị lừa dối bởi những lời dối trá. Chúng ta cần vạch trần giả dối và nói lên sự thật. Sau đó, tôi từ bỏ thù hận với Đảng Cộng sản. Vào thời đó, có nhiều nhóm đầu tư kinh tế. Đảng Cộng sản bán nhiều nhóm như vậy cho Mỹ. Tôi liên hệ với họ, sau đó tôi đến Mỹ Quốc để vạch trần tà ác do Trung Cộng thực hiện để chống lại học viên Pháp Luân Công. Tôi cũng đến nhiều phái đoàn của Trung Cộng. Chắc chắn họ đều tấn công Pháp Luân Đại Pháp tại diễn đàn, và tôi vạch trần tà ác ngay tại đó. It seems to us that it is patently clear the Chinese delegation objects to the content of this intervention before it's even been made. I would entertain these inappropriate inquiries and please allow the delegate to speak. Thank you. United Nations Association San Diego reiterates its support for the Universal Declaration of Human Rights. And in doing so, we urge the Council to take action to end China's continuing violation of Falun Gong practitioners' freedom of belief. Tuy nhiên, khi tôi bước ra khỏi diễn đàn, tôi thấy họ là nạn nhân của những lời lừa dối. Vì thế, khi họ tôi gặp họ, tôi vẫn cố gắng nói với họ. Tôi hoàn toàn buông bỏ thù hận và mời họ uống cà phê, mặc dù họ đối nghịch với tôi. Trên thực tế, họ sợ tôi. Gần 25 học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn tuân theo nguyên lý chân thiện nhẫn. Họ nhất quán sử dụng những gì học được từ Pháp Luân Đại Pháp vào công việc và cuộc sống hàng ngày. Công việc của tôi là dạy học. Tôi dạy học cho học sinh và sinh viên. Nhiều học sinh có khả năng tiếp thu kém hơn. Sau hơn một giờ giảng dạy, họ vẫn chưa thể hiểu được mặc dù họ đã ghi chép. Đôi khi, họ đến văn phòng của tôi và mang theo thắc mắc hết lần này đến lần khác. Thời gian tôi dành để giải thích gần như bằng thời gian tôi giảng bài. Tôi phải làm sao đây? Trong sách Chuyển Pháp Luân đã nói rất rõ ràng rằng bạn cần tuân theo chân thiện nhẫn, bạn cần phải kiên nhẫn. Đôi khi bạn có thể rất bận rộn và có nhiều nhiệm vụ khác như nghiên cứu, vì thế nó là cơ hội rất tốt để tu luyện. Bạn sẽ trải nghiệm cuộc sống hàng ngày và bạn cần tu luyện bản thân. Khi tôi đến Mỹ, tôi phải tự lập một mình. Tôi chăm lo tất cả mọi thứ của riêng tôi. Tôi thậm chí quản lý việc di chuyển của bản thân mình. Lần trước tôi mua một chiếc giường và có nhiều thanh gỗ tôi phải xếp lại. Tôi xếp từng thanh gỗ với nhau và nó không quá khó. Sư phụ đã nói trong Hồng Ngâm, Working the body, tempering the will. Tháng trước, tôi biết được cha mẹ và dì tôi đã bị bắt vào tù. Không có lời giải thích nào được đưa ra. Họ bị bắt cóc bởi cảnh sát ngay trên đường và từ đó tôi không còn nghe tin gì từ họ nữa. Trước biến cố đó, cha tôi gửi cho tôi một tin nhắn. Tôi hỏi cha làm sao con có thể trở thành người kiên định hơn. Cha tôi trả lời,
Khi con có sức mạnh nội tâm không gì dung chuyển được thì con sẽ trở thành người như vậy. Cha tôi nói con có sư phụ và đại pháp, con sẽ ổn thôi. Ví dụ khi tôi trị liệu cho bệnh nhân để cứu hoặc giúp họ, tôi có thể phải chịu sự bất công hoặc chịu trách nhiệm pháp lý. Tuy nhiên khi tôi nhớ tôi cần trở thành người tốt, tôi không để những thứ đó làm bận tâm. Tôi đã cứu sống một vài người, trong đó có hai mục sư. Họ nói với tôi rằng tôi đã cứu sống họ. Nhưng nếu tôi cân nhắc tư lợi cá nhân và vị tư vào lúc đó thì tôi đã không thể làm được như vậy. Tôi đặt lợi ích của họ lên trước hết. Tôi là một bác sĩ, cũng là một võ sư, vì thế tôi muốn nâng cao đạo đức ở cả hai phương diện. Chân thiện nhẫn, đó là những gì tôi ngộ được từ tu luyện. Chỉ khi con người ở mọi tầng lớp nâng cao đạo đức thì chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bởi vì trong Pháp Luân Công, chúng ta nói về tẩy tịnh tâm hồn và buông bỏ những suy nghĩ, quan niệm xấu. Vì thế khi nội tâm chúng ta càng ngày càng thuần khiết thì âm nhạc chúng ta viết ra cũng mang năng lượng thuần chính và tích cực cho mọi người. Tôi tin rằng âm nhạc đó sẽ mang năng lượng tốt cho người khác. Lòng tốt và sự tử tế sẽ mang lại lợi ích cho toàn xã hội. Tôi nghĩ là một nhạc sĩ, trách nhiệm của tôi là liên tục làm thuần chính bản thân và mang âm nhạc tích cực cho người khác. Chúc mừng năm mới là một phần trong nghi lễ và văn hóa truyền thống Trung Hoa. Trong quá khứ, người Trung Quốc thực hiện nghi lễ trên với cha mẹ, thầy cô và đặc biệt là sư phụ. Đối với chúng ta, đệ tử Đại Pháp, vì chúng ta không gặp sư phụ thường xuyên và Ngài không bao giờ nhận tiền và quà từ chúng ta, bằng việc chúc sư phụ một năm mới vui vẻ, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đối với Ngài. Chúng ta biết ơn vì được sư phụ dạy cho Đại Pháp tuyệt vời như vậy. Chúng ta cảm ơn sư phụ vì đã cứu chúng ta. Kính chúc sư phụ năm mới vui vẻ. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức để tinh tấn và làm tốt trong tu luyện của mình. Chúng ta sẽ để cho nhiều người hơn nữa biết đến chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và không để sư phụ thất vọng. Trong vòng 20 năm qua, tôi cảm thấy may mắn vì tôi được gặp Pháp Luân Đại Pháp và thực hành tu luyện. Tôi học được ý nghĩa chân chính của cuộc đời từ sư phụ. Vì thế, tôi muốn nhân cơ hội này để bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với sư phụ. Kính chúc sư phụ năm mới vui vẻ. Kính chúc sư phụ năm mới vui vẻ. Tạ ơn sư phụ đã chăm lo và bảo hộ con trong những năm qua. Con biết có nhiều thứ con cần làm tốt hơn nữa và con sẽ cố hết sức để đi con đường của mình tốt trong tương lai. Con sẽ tinh tấn trong tu luyện. Kính chúc sư phụ năm mới vui vẻ. Năm mới sắp đến, con kính chúc sư phụ tôn kính năm mới vui vẻ. Tạ ơn sư phụ đã truyền nguyên lý chân thiện nhẫn và từ đó chúng con đã được thụ ích rất nhiều. Ở đây tôi muốn nói với sư phụ rằng tôi sẽ tiếp tục nói lên chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và để nhiều người hơn nữa thu được lợi ích. Tạ ơn sư phụ. Nhân dịp năm mới, là một đệ tử, con muốn gửi đến sư phụ lời chúc năm mới. Con sẽ làm rõ chân tướng và cứu người với tâm nguyện, tu luyện với trái tim mà con có duy nhất một lần. Tạ ơn sư phụ. Yeah.